Mọi người mở từ mới ra bài số 16. Chúng ta sẽ học từ mới bài số 16 nha. Xin ta cha cân lão sư tố đi sử liêu khờ tở sân chữ. Mời mọi người đọc theo thầy từ mới bài số 16 nha. Rồi từ số 1 mọi người đọc theo nè. Cua. Cua. Đọc lại. Cua. Cua. Chinh chi. Chinh chi. Cân. Cân. Biểu diễn. Biểu diễn. Đọc lại. Biểu diễn. Biểu diễn. Diễn duyên. Diễn duyên. Sĩ quan. Sĩ quan. Đọc lại. Sĩ quan. Sĩ quan. 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 Sĩ quan. Sĩ quan. Ỷ hậu. Ỷ hậu. Cao su. Cao su. Khảo gia. Khảo gia. Dinh cai. Dinh cai. Xỉnh. Xỉnh. Dầu y sư. Dầu y sư. Tăng rán. Tăng rán. Mình chai. Mình chai. Mình chai. Mình chai. Sư. Sư. Chá. 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 Chai. Chiều. 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 Sâu. Sâu. Sâu tao. Sâu tao. Sâu xa. Sâu xa. Chữ điển. Chữ điển. Đọc lại. Chữ. Chữ. Chữ điển. Chữ điển. Cà phê. Cà phê. Chả chi. Chả chi. Rấn mình truy chàng. Rấn mình truy chàng. Chàng. Rấn mình truy chàng. Rấn mình truy chàng. Chống lại. Chống lại. Trung giao. Trung giao. Trung giao. Trung giao. Trung sư. Trung sư. Dông. Dông. Đọc lại. Dông. Dông. Châu mua. Châu mua. Đọc lại. Châu mua. Châu mua. Tả xoan. Tả xoan. Tả xoan. Tả xoan. Dấu si. Dấu si. Cháo chí. Cháo chí. Cháo chí. Cháo chí. Tí thủ. Tí thủ. Thuỷ. 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 Thấn. 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 Chèo. 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 Rống y. Rống y. Nán. Nán. Phang. 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 Chí sử. Chí sử. Phá san. Phá san. Khu zi. Khu zi. Xin xen. Xin xen. Thèn. Thèn. Dịn leo. Dịn leo. Su phủ. Su phủ. Bì sai. Bì sai. Nụ ly. Nụ ly. Yến su ở rân chân. Rân chân. Rân chân. Rân chân. Rân chân. Chúng ta đọc lại. Lại nào ha. Cua. Cua. Chinh truy. Chinh truy. Cân. Cân. Biểu diễn. Biểu diễn. Diễn duyên. Diễn duyên. Sĩ quan. Sĩ quan. Ỷ hậu. Ỷ hậu. Cao su. Cao su. Khảo gia. Khảo gia. Dinh cai. Dinh cai. Xỉnh. Xỉnh. Dầu y sư. Dầu y sư. Tăng rán. Tăng rán. Mình chai. Mình chai. Sư. Sư. Chá. Chai. Chiều. Chiều. Sâu. Sâu. Sâu tao. Sâu tao. Sâu xa. Sâu xa. Chữ điển. Chữ điển. Cà phê. Cà phê. Chả chi. Chả chi. Rấn mình truy chàng. Rấn mình truy chàng. Chống lại. Chống lại. Trung giao. Trung giao. Chủng sư. Chủng sư. Dùng. Dùng. Châu mua. Châu mua. Tả xoan. Tả xoan. Dấu si. Dấu si. Cháo chí. Cháo chí.
低头低头腿腿疼疼脚脚容易容易难难攀攀其实其实爬山爬山裤子裤子新鲜新鲜甜甜饮料饮料舒服舒服比赛比赛努力努力认真认真帮个 video 去的请大家好好读一读mời mọi người đọc một lần nha, đọc một lần cho thật tốt nha. Nào bắt đầu. Cua. Cua. Chi chi. Cơm. Béo điện. Dễ điện. Sĩ quan. Y hậu. Cao su. Thảo nhà. Xin gái. Xin. Dầu y sư. Tam đàn. Lính trai. Sư. Trà. Trai. Chiều. Sâu. Sâu tao. Sâu xa.很好。好，老师把生词解释一下。Thầy sẽ giải thích từ mới một chút xíu nha. Mọi người về nhà sẽ xem lại cái video học cho kỹ từ mới và phần giải thích này. Rồi từ còn bây giờ ai ghi được cái gì thì cứ ghi nha. Còn ghi không kịp về nhà mình sẽ nghe kỹ lại lần hai lần rồi ghi. Các em lưu ý là cái chữ cua này á, là chữ qua này nè, nó là có hai nghĩa, một là động từ. Động từ tức là động từ qua. Ví dụ ta nói là qua đường, cua mà lu. Ha, băng qua đường á. Mà lu là con đường, cua mà lu là băng qua đường. Cua lại là qua đây. Nì cua lại, bạn qua đây. À, chính nì cua lại ha. Và cua tức là gì? Qua. Của cua chi, tôi qua bên đó. Và chữ cua này nghĩa thứ hai là nó là làm trở từ. Trở từ động thái là từ cua này nó đứng đằng sau động từ á. Nếu mà chữ cua này đứng đằng sau động từ, nó một cái cấu trúc là đã từng xảy ra. Chỉ cái hành động đó đã từng xảy ra. Câu cái dạng câu này là trong tiếng Anh gọi là thì hiện tại hoàn thành đó. Nói chung cái tiếng Anh này nó phức tạp hơn nhiều đó. Ha, chi thì tùm lum các cái thấy mà vất vả lắm. Rồi chi ngôi thứ ba số ít số nhiều rất là khó. Nhưng mà câu tiếng Hoa dễ thôi các em. Chữ cua này đứng đằng sau động từ là được. Ví dụ ta nói là ăn qua. Chư cua xong giống tiếng Việt. Phải không? Chư cua. À ví dụ ta nói là ăn qua vịt quay, từ số 9 có chữ khảo gia, chư cua khảo gia. Còn nếu mà chưa từng ăn qua, phủ định á, là mình thêm chữ mấy. Nha. Mấy chư cua. Chúng ta không dùng chữ pu nha, tập trung nghe nè hai người kia nè. Chúng ta không dùng chữ pu mà phải dùng chữ mấy là phủ định nha, mấy, mấy chui qua, mấy chư qua, mấy khan qua, mấy xuế qua, được chưa? Không dùng pu nha. À, ví dụ ta nói là học qua tiếng Hoa, mình nói là xuế qua Hàn Yu. Mấy xuế qua hay là mấy dầu xuế qua Hàn Yu. Chưa từng đi qua, mấy truy qua. Chinh truy là kinh kịch. À, đây là môn kinh kịch của Trung Quốc ha. Chinh truy. Cái từ chinh là Bắc Kinh á, Bảy Chinh. Còn chữ truy này là kịch, kịch là hài kịch á. Nha, hài kịch á. Xem kịch các cái là nó là chữ kịch là truy. Cưng. Số 3 này là cưng là càng. Chữ này đứng trước tính từ nha. Ví dụ ta nói là càng tốt. Cân hảo. Cân hảo. À. Càng ngon. Cân hảo chứ. Nha. Biểu diễn. Biểu diễn.
我不会表演, tôi không biết biểu diễn ha. Hát kinh kịch mà là chữ hát là chữ chang, chang kinh truy. À, 我不会表演唱京剧, tôi không biết biểu diễn hát kinh kịch. Mà hát kinh kịch phải biểu diễn, nó là lại là còn múa máy nữa hả? Diễn viên, cái chữ diễn là diễn, diễn đó là diễn xuất đó. Vì vậy là diễn viên tức là gì? Người, cái người diễn, cái người biểu diễn gọi là diễn viên, diễn viên. Cái người đóng phim cũng gọi là diễn viên ha, diễn viên ha. Còn đạo diễn là tạo diễn. Đạo diễn á, tạo diễn. Cái chữ tạo là chữ lãnh đạo đó, hướng dẫn đó, dẫn dắt á là tạo. Mà ghép lại đạo diễn là tạo diễn, là cái người hướng dẫn, hướng dẫn biểu diễn đó, gọi là đạo diễn, chỉ đạo để diễn. Từ số 6 là sĩ quan. Sĩ quan này là thói quen, danh từ là thói quen. Ví dụ ta nói là một thói quen, ý cơ sĩ quan. Còn nếu mà động từ thì dịch là quen. Ví dụ như là tôi quen dậy sớm, 我习惯早起, 早起là dậy sớm. À, tôi quen uống cà phê, 我习惯喝咖啡, 我不习惯喝咖啡. Sĩ quan nghĩa là quen, động từ, danh từ là thói quen nha. Thế thói quen tốt mình nói là sao? Mọi người, hào sĩ quan. Ý hậu, ý hậu là, lưu ý là chữ ý hậu này nè, hết sức tập trung lắng nghe. Các em mà học ở trên lớp á, lắng nghe một lần thật kỹ là nó đã là tiếp thu rồi. Về nhà nghe lại một lần nữa thôi là ta sẽ hiểu thấu luôn. Còn nếu mà chúng ta đợi đến về nhà mới xem lại thì còn xa lắm nha. Nên là ở đây chúng ta phải hết sức tập trung đó. Về nhà tính sau. Ý hâu là nó có hai cách sử dụng nha. Nếu mà ý hâu mà nghĩa của nó là sau này á, nghĩa mà của nó là sau này thì chữ ý hâu là đứng đầu câu. Cái đó là các em chính là học ngữ pháp là chỗ này đấy. Khi mà thầy giải thích ngữ pháp, từ ngữ là giải thích luôn cả cách sử dụng. Ý hâu mà đứng đầu câu chúng ta dịch là sau này nha. Ví dụ như là sau này học tốt tiếng Hoa rồi tôi sẽ kiếm công việc ngon lành và có lương cao chẳng hạn, không? Thì chữ sau này đứng đầu câu thì nó sẽ, nó có nghĩa là sau này. Ví dụ 以后学好汉语了, sau này học tốt tiếng Hoa rồi. Rồi cũng chữ 以后này nếu dịch là sau khi thì ta phải hiểu là 以后đứng sau động từ. Ví dụ ta nói là sau khi học tốt tiếng Hoa mình dịch sao? Sau khi học tốt tiếng Hoa. Nãy giờ mới nói rồi, nếu là sau khi á, là chữ này nó phải đứng đằng sau động từ. Xuế hào han yu yi hâu. Mọi người đọc lại. Xuế hào han yu yi hâu. Xuế hào han yu yi hâu. Mọi người phân biệt được chưa? Nếu dịch là sau khi á, là đứng sau động từ. Nếu mà dịch là sau này thì nó sẽ đứng đầu câu. Nếu mà các em học không nắm bắt, không nắm kỹ cái hai cái cách dùng này là các em sẽ lộn xộn hoài luôn à. Là sau này học tiếng Hoa tại sao mình dùng mình rối thế? Là bởi vì giáo viên nhấn mạnh cái cách sử dụng chúng ta học không chắc. Rồi sau này là mình sao? Dùng lung tung nha. Cái từ này thầy mất 3-4 phút để giải thích đấy. Nó mắc hơn những từ khác nha. Mấy từ khác là có 30 giây thôi. Từ này gấp mấy lần đấy, chục lần. Từ số 8, cao su. Cao su là động từ nói cho biết. Tiếng Anh là chữ tell. I tell you, 我告诉你. Cao su là nói cho biết. Ví dụ ta nói là tôi nói cho bạn biết nhé. Mình dịch là 我告诉你.
Tôi không nói cho bạn biết. Mình dịch là 我不告诉你. Biết cách sử dụng chưa? 我不告诉你. Cao su. Rồi đến chữ khảo gia. Khảo gia là vịt quay. Các em thấy là chữ khảo gia này nè ha. Chữ khảo nghĩa là nướng. Động từ nướng. Nướng thì là phải dùng lửa hoặc là dùng than. Cho nên chữ khảo có bộ gì bên trái? Có bộ hỏa. Đó là cái bộ hỏa. Chữ khảo là bên trái của chữ khảo là có bộ hỏa nha. Hỏa là liên quan lửa ha. Còn bỏ bộ lửa đi, bộ hỏa đi là chữ, cũng là đọc khảo luôn, nhưng mà chữ thi, khảo sư. Nhớ nha. Vậy là nướng á, là dùng chữ thi cử là khảo thêm bộ hỏa. Da là con vịt. Là các em lưu ý là hễ cứ là da cầm thì cái loại hai chân lông lông vũ thì sẽ có bộ giáp. Chữ chả nha, chữ này. Đọc theo nè, chà. Chà là à, không hẳn, lộn, không phải nha. Xin lỗi. Không phải là bộ giáp, à, không phải là cái da cầm nói lộn, là bộ bộ điệu nèo. Tôi có chỉ à bộ này nha. Nèo. Điệu tức là gì? Chim. Tức là hễ cứ là gia cầm là họ hàng nhà chim thì có con gì? Con này nha. Con điệu, bộ điệu tức là chim. Ví dụ như là sau này mọi người sẽ thấy là gì? Gà, vịt rồi ngan, ngỗng vân vân, nhiều nhiều con khác ha, là nó sẽ có bộ này. Viết chữ nghiêng nghiêng thấy được không? À, ghi vô ha. Tức là cái chữ khảo gia, chữ gia này là bộ bên phải đó là chữ nèo. Nèo là bộ điệu, tức là chim á nha, con chim á. Họ hàng nhà chim thì sẽ có bộ này. Vậy sau này mọi người thấy là chữ nào có bộ điệu này thì ta biết a, biết ngay là gì? Họ hàng nhà chim, thế thôi nha. Yên cai. Chữ yên cai là nên, cần phải ha. Yên cai. Ví dụ là nên đi, yên cai chui. Nên nói cho anh ấy biết, yên cai cao su tha. Xỉn là được. Nếu như mà được là người ta nói là xỉn phu xỉn, mình trả lời xỉn, được. Ngoài ra chữ xỉn này là động từ đi. Động từ đi, hành á, hành quân, hành, hành tức là thực hành ha. Dầu y sư. Dầu y sư nghĩa là có ý nghĩa. Mà có ý nghĩa này, nghĩa của nó là hay. Ví dụ ta xem kinh kịch hay là xem phim, cái nội dung của cái bộ phim hay thì ta nói là hẳn dầu y sư, hiểu chưa? Ví dụ ta nói là chơ cơ tên dình hẳn dầu y sư, phim này rất hay. À, hay tức là có ý nghĩa đó. Tăng rãn là đương nhiên. À, đương nhiên. Tăng rãn hào, đương nhiên tốt. Tăng rãn phu hào, đương nhiên rồi. Tăng rãn lợ. Mĩnh chai. Chữ mĩnh này là nổi tiếng. Mĩnh là nổi tiếng ha. À, famous, nổi tiếng. Còn chữ chai nghĩa là rau, món ăn, nghĩa nó là rau, rau để ăn đó, hoặc là món ăn, nó là chai. Vì vậy các em thấy chữ chai này là nó là thực vật, cho nên sao có bộ thảo trên đầu. Cái rau, nói chung chung về rau là chai. Và sau này là nhiều cái món ăn người ta cũng gọi là chai luôn nha. Vậy là ghép lại là món ăn nổi tiếng mĩnh chai. Sư là sự việc.
Trà là trà. Cái chữ trà này là các em thấy là trên trên đầu có bổ thảo, bởi vì nó là gì? Thực vật, hoa, từ là hoa cỏ, có bổ thảo. Chính giữa là bổ nhân, nhân tức là con người. Và dưới bổ nhân thì có bổ gì? Bổ mộc. Mộc tức là cây. Như vậy là trà là một cái loại cây mà người ta dùng cái lá của nó, là có bổ thảo, người ta dùng lá của nó để làm gì? Là thông qua cái sự tác động của con người trồng, khai thác, chế biến cái lá của nó để thành thức uống nha. À, trà. Vậy vậy nhớ không? Trà có bổ thảo, bổ nhân và bổ mộc nha. Có một câu chuyện á, ngày xưa là ông vua ông đóng quân á, kéo quân lính là đi đánh trận, cái là đóng quân ở một cái cánh rừng nó mát, cái xong rồi người ta là cho lính á, là mới nấu nước sôi á, nấu nước sôi ở trong khu rừng thì sao, người ta cho cái chặt ba là dùng cây á, làm ba chân biết không, cột lại với nhau, rồi sau đó người ta treo cái chảo, coi phim biến mà phải không, treo cái chảo người ta bỏ nước nấu, cái xong rồi là một cơn gió lớn ùa tới, lá cây rụng đầy ở trong chảo, đâu có nắp đâu, nấu nước sôi uống mà, là lá cây rụng xuống mà lỡ nước đã sôi rồi, đổ đi thì phí. Cái người ta mới làm sao? Thử uống, là người ta đầu tiên là châm thử xem nó có độc không, dùng kim thử không có độc. Cái sau đó người ta uống thử mà thấy nó làm sao? Rất khỏe khoắn, nó giống như trà xanh vậy đó, cái lá chè nó chín nó rụng xuống á. Mà người ta uống làm sao? Thấy rất là ngon và tỉnh táo nữa. Cái thế là gì? Là từ đó người ta mới biết à, thì ra là cái trà này là sao, uống nó tốt như thế, ngon như vậy. Cái sau đó người ta mới trồng trọt và chế biến nó. Cho nên cái bổ trà, cái chữ trà này nó có bổ thảo, bổ nhân, tức là con người, có sự tác động của con người. À, chai, món ăn. Chiều. Chiều là rượu. Rượu là điều chế từ nước và những thứ lên men cho nên nó thành rượu. Vì vậy là chữ rượu này có bộ thủy bên trái. Sâu là nhịn được, sâu tao nhịn được. Sâu xa là nhịn lấy ha. Chính nghỉ sâu xa. Ví dụ mình cho người ta tiền, người ta ngại quá, cái mình nói là gì? Chính nghỉ sâu xa. Thứ tiền, từ điển. Từ là gì? Là từ ngữ. Điển tức là gì? Có phải là dòng điển không? Không phải nha. À, chữ Việt cũng không phải luôn. Cái chữ điển này là điển hình. Cái chữ điển này tức là một quy chuẩn. Vậy là từ điển tức là gì? Nó có một cái quy chuẩn về công nhận ý nghĩa của cái chữ đó, của cái từ đó, nó gọi là từ điển. Các em hiểu không ạ? À? Chữ điển tức là gì? Là điển hình, là cái tiêu chuẩn á. Là quy phạm, là tiêu chuẩn nha. Cho nên gọi là từ điển là vậy. Cà phê là cà phê. Cái từ cà phê này nó dịch nghĩa, dịch phát âm từ chữ cà phê là coffee. Cho nên là gì? Nó có bộ khẩu, là mượn phát âm thôi ha. Trả chi là tạp kỹ. Tạp kỹ tức là siết. Các em cần phải hiểu nghĩa của nó, là nghĩa đơn á. Trả là chữ phức tạp. Trả là phu trả, là phức tạp. Chi là kỹ thuật. Vì nó là kỹ thuật cho nên sao, liên quan đến tay, nó có bộ thủ bên trái nha. Kỹ thuật là chi su. Chi su. Như vậy là siết là gì các em? Là những cái kỹ thuật tay chân rất là phức tạp. Phức tạp đến điêu luyện, rồi cuối cùng sao? Là người ta xem mà thấy nó hay, người bình thường không làm được. Phải không? Ví dụ như là người ta uốn dẹo, phải không? Uốn cái chân đó là vác kẹp lấy cái cổ của mình luôn. Uốn người cong lại như vậy, người bình thường đâu có làm được. Thì cái đó người ta gọi là siết. Hay là người ta đứng trên một cái con lăng, người ta là làm những cái động tác rất là cân bằng, thăng bằng và khó làm, thì mình gọi đó là gì? Siết. Tức là những cái động tác rất là gì?
kỹ thuật động tác rất là khó. Các em lưu ý nha, cần phải học kỹ cái chữ đơn. Thầy rất là mất thời gian nhiều và mất hơi để giải thích từ á. Cho nên là các em muốn học tốt sách trung cấp sau này á, thì mấy cái từ đơn này nè, ai mà nắm rõ nghĩa của chữ đơn thì người đó học 1 biết 10. Tức là những cái chữ đơn này nè, sau này nó ghép với chữ khác các em biết nghĩa. Còn nếu mà các em chỉ biết là gì, chả chi là xiết, sau này chữ chả, học cái chữ phu chả, mình thấy ô chữ phu chả này quen quen, nhưng mà là gì mình không biết. Đến khi học chữ phu chả mình biết là phức tạp, cái xong rồi học từ nào biết từ đó thôi. Như vậy chúng ta học còn lâu mới khá được. Nhưng nếu mà các em học cái chữ phu, cái chữ chả này này là phức tạp, thì sau này chữ chả này ghép với chữ khác mình sẽ hiểu cái nghĩa của nó là gì, phức tạp, đúng không? Hay là chữ kỹ này nè, chi là kỹ thuật á, sau này là nó ghép với từ là khoa học kỹ thuật, à nó có chữ kỹ này mình hiểu, à thì là kỹ tức là kỹ thuật nha. Rồi rạp hát nhân dân, rấn mỉn truy chàng. Truy chàng là cái kịch trường ha, kịch trường là cái rạp hát á. Chống lái là từ trước đến giờ. Ví dụ ta nói là từ trước đến giờ tôi chưa từng xem qua kinh kịch, đó là chống lái ha. Trung giao là quan trọng, quan trọng, trung giao. Hần trung giao rất quan trọng. Việc này rất quan trọng ha. Chơ chen sư hẳn trung giao. Nếu mình hỏi là có quan trọng không? Trung giao ma. Trung sư, chữ này là luôn luôn. Ví dụ tao nói là tôi luôn luôn chăm chỉ học tiếng Hoa. Wǒ zhǒng shì rén zhēn xuě hán yǔ. Tiếp theo là chữ dùng. Dùng là dùng á, chính xác dùng luôn ha. Ví dụ như là dùng tiếng Hoa để nói chuyện, dùng hán yǔ shuō hua nha. Dùng. Châu mùa, cuối tuần. Cái chữ châu này là gì? Chữ châu này là một chu kỳ. Nhớ nha, châu này là chu kỳ á. Chu kỳ tức là gì? Là một cái sự tuần hoàn, một vòng tuần hoàn gọi là chu kỳ, đúng không? Ví dụ như là một tuần á, thì ta có từ thứ hai cho đến chủ nhật là hết một tuần, rồi nó sẽ quay lại một, lại quay lại từ đầu, quay lại từ đầu từ thứ hai, thì đó là một chu kỳ. Vì vậy là chữ châu, lưu ý nha, nghĩa của chữ châu có nghĩa là chu kỳ nha. Châu. Mua, chữ mua là gì? Chữ mua là cuối. Cuối ha. Là châu mua tức là gì? Cuối tuần, cuối một chu kỳ đây, người ta ám chỉ là cuối tuần đó, weekend. Weekend, cuối tuần, châu mùa. Còn thứ hai mình nói là sao? Thứ hai nói là sao này? Xin chỉ y. Cách nói thứ hai là gì? Lì bai học chưa? Ngoài chữ xin chỉ ra, có một từ thứ hai là người Đài Loan hay dùng là lì bai. Đọc theo này, lì bai. N-L-I ngắn, b a y ngắn, lì bai. Các em đánh phiên âm hai chữ lì bai, nó sẽ ra cái chữ đó là chữ tuần luôn nha. Lì bai cách dùng giống như là xin chỉ nha, là lì bai. Ví dụ thứ hai ta có cách nói thứ nhất là xin chỉ y, cách nói thứ hai là lì bai y, cách nói thứ ba là châu y. Là chữ châu này nha. Châu y tức là thứ hai luôn. Còn chủ nhật xin chỉ thiên thì nó lì bai thiên, và cách nói thứ ba là gì?
không dùng châu thiên mà là châu rư. Dùng chữ rư ngày á. Rư học bài 3 rồi đó. À. Châu rư, ừ, cũng là mà châu rư, cái chữ châu này là người ta dùng chữ văn viết đó nha. Bài tiếp theo. Tà xoan. Tà xoan nghĩa là dự tính, dự định ha. Tôi dự định của tà xoan. Bạn dự định làm gì? Nǐ tà xoan zuō shénme? Dấu si, trò chơi. Trò chơi vi tính, chơi game cái đó gọi là dấu si. Cái từ dấu si này tiếng Anh là chữ game á, game đó, game ha. Ví dụ ta nói là chơi, chơi trò chơi, quán, quán dấu si, quán dấu si. Cháo chí, nóng lòng, lo lắng. Đừng lo lắng nói sao? Đọc lại, bế cháo chí. Nǐ biě zhǎo jí. Tì thú. Tì thú là bản đồ. Bản đồ, tì thú. Tì là đất. Đất đó, đất, đĩa cầu đó. Tiếng Hán Việt gọi là đĩa. Đĩa là đất đó ha. Ta nói là thổ đĩa. Thủ tì. Thủ tì cung cung. Thổ địa công công đó, thủ ti công công ha. Lão thổ địa, lão thủ ti, lão thủ ti ha. Ai mà sống Bình Dương 10 năm thì cũng gọi là lão thổ địa rồi đó. Ti tức là đất. Thủ, thủ là cái bản đồ, là cái hình ảnh ha. Rồi chữ thùy. Thùy là cái đùi, là cái chân nha. Thùy. Các em lưu ý là thầy dạy lại chữ này xíu. Hễ chứ các em thấy là bộ này là bộ gì nè? Bộ này bộ gì? Chữ gì? Ghê đúng không? Nghĩa thứ nhất là tháng, là mặt, mặt trăng. Nếu mà cái dùng, cách dùng của nó đứng với một số chữ á, nếu nó không phải liên quan đến mặt trăng thì nó sẽ là liên quan đến nghĩa là thịt. Hai bộ nhân thôi nha, là râu, lúc đó không phải là duê nữa mà đọc là râu. Chữ này là râu nhưng mà bộ này thì vẫn phải là duê. Vậy đó nha. Chữ này là duê, còn chữ này là râu. Râu là thịt á. Vậy các em lưu ý, chữ nào có bộ này thì ta có hai cách hiểu. Một là liên quan đến mặt, mặt trăng. Liên quan mặt trăng thì ít lắm, nhưng mà liên quan đến bộ phận cơ thể con người là thịt đó nhiều. Như vậy là các em lưu ý nha. Suy ra, chữ nào liên quan đến các bộ phận cơ thể con người thông thường có bộ nguyệt. Hiểu chưa? Bởi vì nó, cách dùng của nó như là bộ thịt, giống như chữ râu. Vậy bây giờ ta nói là bộ não này, tên nào á, các em xem lại đi. Tên nào, chữ nào có bộ nguyệt nha, đúng không? Rồi khuôn mặt, lèn. Lèn á, chữ khuôn mặt này, lèn, Facebook, lèn su. Chữ lèn là khuôn mặt, cũng là liên quan đến thịt. Mặt có thịt không? Có. Cho nên sao? Có bộ nguyệt, thấy chưa? Rồi cái vai này, chen bàng ha, lưng này, bay hô, bay. Rồi phổi, ruột, gan, thận, đùi, chân, vân vân. Thì những chữ đó đều là bộ phận cơ thể con người, cho nên có bộ nguyệt, nhớ chưa? Làm ơn nhớ giùm nha. Sau này thấy chữ nào có bộ nguyệt thì ta sẽ hiểu chữ đó có khả năng liên quan đến bộ phận cơ thể hoặc là liên quan đến mặt, mặt trăng. Nhưng mà mặt trăng thì ít lắm, đa phần nói về liên quan cơ thể nhiều. Ta hình dung vậy nha. Quay lại từ số 35, ta thấy chữ thùy. Chữ thùy là cái đùi,
Đùi là cái phần khúc mà từ từ đâu? Từ cái mông của mình á xuống đến đầu gối. Phần này gọi là gì? Đùi, phải không? Là thùy á. Còn chèo là cước, chèo tức là cái bàn chân á nha. Vậy là cái bàn chân là chèo với lại cái đùi là thùy đều có bổ nguyệt. Thấy chưa? Là các em thấy từ số 37 không? Bàn chân là chèo. Chèo là bàn chân. Bàn chân là phần nào? Là cái phần mà chúng ta mang dép á nha. Cái đó là gì? Là chân á, là chèo nha. Và cái chữ chèo này là tiếng Hán Việt gọi là cước. Thế thì cước á, cờ ư ơ cờ ước, dấu sắc cước. Cước nghĩa là gì? Ta coi phim Hồng Kông ta thấy là gì? Quyền cước. Quyền là nắm đấm, cước là bàn chân. Và khi người ta đánh nhau là cú đá mạnh nhất chính là người ta dùng gì? Bàn chân, đúng không? Có thể đá bằng lông cước, lại hổ vĩ cước, rồi rất là nhiều liên hoàn cước vân vân. Tức là bàn chân nha, nhớ chưa? Rồi từ số 36 nè, chữ này cũng quan trọng nha. Từ số 36 các em thấy là nó cái bộ trên là một chấm trên đầu một gạch ngang, bên hông là có hai một chấm một nét phẩy á. Cái bộ đó gọi là bộ nạch. Bộ nạch nghĩa của nó là gì các em? Bộ này là bộ nạch nha. Nạch. Cái bộ nạch này nghĩa của nó là liên quan đến bệnh. Vậy các em thấy là chữ nào có bộ nạch thì chữ đó nghĩa của nó là liên quan đến bệnh tật nha. Vậy là các loại bệnh có bộ nạch, các bộ bệnh, các chữ mà liên quan đến bệnh tật là nó có thể có bộ nạch. Ví dụ như là chữ sân pin, chữ bệnh á, chữ pin ha là có bộ nạch nè. Poyen pin á, rồi cái chữ là khùng khùng điên điên nè, phân lợ à, phân phân ten ten ha, nì phân lợ mày điên rồi, you are crazy. À, cái chữ phân này nghĩa là điên, mà điên khùng tức là đầu óc làm sao có vấn đề. Và chữ đau đầu là chữ thẩn này nè, đau cũng là bị bệnh, phải không? Ốm đau cho nên nó có bộ gì? Bộ nạch. Các em nhớ giùm nha, mấy bộ này quan trọng lắm nha. Biết được cái bộ chữ, ý nghĩa bộ chữ sau này các em học chữ á rất là dễ. Rồi tiếp theo, chèo. Dễ hết rồi, rụng y là dễ dàng. Dễ dàng à, easy không? Dễ dàng. Từ trái nghĩa chính là chữ nản. À, nản. Rồi từ số 40 nè, phang, mập, béo, phì. Vậy bây giờ đố các em làm sao biết giải nghĩa chữ phang? Nhìn vô chữ phang này thấy được cái gì nè? Có bộ gì? Bộ nguyệt là gì? Thịt. Rồi bên phải chữ phang là gì? Là chữ gì? Chữ này học rồi, bài số 8. Pan là gì? Một nửa. Vậy là hai chữ này, hai cái bộ này ghép lại có ý nghĩa gì? Hả? Là pan là một nửa, tức là một nửa là gấp đôi, phải không? Mà cái gì gấp đôi? Thịt gấp đôi. Vậy là cái người mập là cái người có thịt làm sao? Nhiều hơn những người kia bình thường mới gọi là gì? Mập. Còn cái người hơi hơi tròn tròn tí xíu thì không gọi là mập. Mập nó có chỉ số mà, phải không? Cho nên là lớp này thì nhìn sơ qua là không ai mập hết. Ai mập đâu? Không có, thầy không thấy ai nha. Không thấy. Ngồi xa quá không thấy. Đúng rồi đó. Cái anh bạn cuối giờ mới nhìn thấy đó. Anh đó là nếu mà đứng với một cô con gái nhỏ nhỏ thì đúng là to gấp đôi người ta rồi. Cái đó là chính là phang rồi ha. Như vậy các em thấy là chữ phang này là có bộ nguyệt bên trái là thịt, và chữ pan bên phải tức là thịt của mình sao? Nhiều gấp đôi người ta thì gọi là mập. Dễ hình dung không? Dễ nhớ ha.
Ví dụ như ta nói là 我很胖, tôi rất mập. 你很胖, 41 này, 其实 là thật ra. 其实我不胖, thật ra tôi không có mập. Hơi tròn tròn. 爬山 là leo núi. Các em thấy là chữ phá này nó có bộ chảo. Cái bộ bên trái to nhất, bộ đó gọi là bộ chảo. Chảo là cái móng vuốt đó các em. Các em thấy là con chim ưng không? Nó có bộ gì? Bộ chảo, chảo của chim ưng á. Cái chữ phá này là nó có bộ chảo. Cái bộ to to đó là bộ chảo nha. Các em nhìn vô chữ phá thấy không? Nó có hai bộ. Cái bộ lớn nhất bên trái gọi là bộ chảo. Chảo là cái móng á, móng vuốt á. Như vậy là chữ leo núi liên quan gì đến chảo nào? Tức là mình phải dùng mấy ngón tay làm gì? Bám vào gì? Bám víu vào cây, cỏ, vách đá để mình sao? Leo. Cho nên là leo trèo thì phải có bộ chảo, nhớ chưa? Vậy là chữ nào có bộ chảo thì chữ đó có thể liên quan đến là động tác tay này này ha. San là núi. Cái chữ núi này là nghĩa của nó giống mày là ba ngọn núi thấy không? Thấy chưa? Nhìn thấy không? Cái chữ san đó là ba ngọn núi đó, nhưng mà nó viết là tượng trưng ba gạch dọc thôi. Viết như vậy là vẽ sơ sơ là giống như là ba cái măng hay là ba ngọn núi như thế nào. Rồi tiếp theo là khu trừ là cái quần. Các em lưu ý nha, chữ khu này nè, nó có bên bộ trái của chữ khu là bộ y. Y tức là gì? Là quần áo. Nhìn lên bảng nè. Y là y. Y tức là gì? Quần áo. Như vậy là chữ nào có bộ y thì chữ đó liên quan đến quần áo. Thế thôi, dễ hiểu nha. Như vậy là thấy à, chữ từ số 43 có chữ khu là quần. Quần tức là nói chung chung về quần áo, cho nên nó có bộ y. Và bên phải là chữ khu. Khu là cái kho. Ai làm công ty là trang khu, là cái nhà kho đó, là chữ kho, nhà kho cũng đâu là khu ha. Sau này mọi người sẽ học là chữ áo sơ mi á, chân san, nó cũng có bộ y ha. Cái váy á, cái váy mà phụ nữ mặc đó, chỉnh từ ha, cái chữ chỉnh đó là cũng có bộ y, nhớ chưa? Vậy là chữ nào có bộ y thì ta sẽ hiểu là liên quan đến gì? Vải bóc quần áo. Các em mà nắm được bộ chữ là các em nhớ chữ giỏi lắm. Lố giờ rồi ha. Xin sen. Xin sen là mới mẻ. Tươi. Nghĩa của nó còn là tươi nữa nha. Ví dụ như là đó hoa mới nở nó còn tươi. Thì mình nói là gì? Hoa ở hình xin sen. Mà mua về vài ngày rồi thì nó hết tươi. Và không khí mà tươi, tức là không khí trong lành, phải không? Ví dụ ta nói là không chi hẳn xin sen. Không chi hẳn xin sen là không xin sen, tươi, không khí rất là trong lành. Tiếng Anh là chữ nào là chữ fresh, phải không? F-R-E-S-H, fresh là tươi. Thẻn này là ngọt. Ngọt ha. Các em lưu ý này. Chữ thẻn này là bộ bên trái là bộ thịt. Thịt là cái lưỡi. Các em nhìn vô chữ thẻn này là tách ra hai bộ nha. Bộ bên trái là bộ thịt. Thịt thòi chứ thịt. Giống như chữ thịt thòi chứ thịt á, giống nặng á. Mà thịt ở đây không có nghĩa là thịt thòi.
mà Hán Việt là đọc là thiệt, nhưng mà nó là chữ cái lưỡi của chúng ta nè. Và bên phải là chữ cam, cam tức là ngọt. Ta có nghe chữ đồng cam cộng khổ không? Đồng cam tức là cùng ngọt, phải không? Cộng khổ là cùng gì? Cùng khổ, cùng ngọt, cùng khổ, là gọi là đồng cam cộng khổ. Vậy là chữ chữ thẹn này tách ra hai bộ. Nha, chú vô. Chữ này đọc là sở. Sở này là lưỡi. Cái đầu lưỡi á. Rồi, bên trái, bên phải là chữ này là chữ cam. Cam. Cam tức là ngọt. Các em có nghe nói cam thảo không? Cam thảo là gì? Cam thảo là cỏ ngọt. Thảo là cỏ. Cam là ngọt. Cam thảo chính là gì? Cỏ ngọt. Tức là một loại thực vật, khi mình cắn vô nó có cái vị gì? Vị ngọt. Gọi là cam thảo. Là chữ cam này nè. Thấy chưa? Như vậy là chữ thẹn này là ngọt. Nó có cái bộ bên phải là chữ cam, tức là ngọt rồi. Mà để mà biết được cái vị nó ngọt hay chua thì phải dùng gì thử? Dùng lưỡi. Dùng cái lưỡi, đầu lưỡi. Nếm thử xem cái vị của nó phân biệt là vị thế nào mà cuối cùng là ngọt nha. Vậy vậy nhớ không? Ngày xưa là mấy ông thầy thuốc mà để mà đi hái thuốc á, là cái loại gì người ta cũng bỏ vào miệng sao? Nhai thử để xem vị đắng, vị ngọt, vị chua, vị chát, nó có dược tính khác nhau. Và các em cứ đi vô trong đi mua trái cây ở mấy cái chỗ mà ngoài đường bán á, để biết là nó có độc tố hay không, thì các em cứ lấy lưỡi thì sao thử, nếu mà cái nào tê lưỡi thì là gì, có độc. Cất hết sách vở rồi, còn mấy chữ nữa mà. Dình leo. Dình leo là đồ uống. Dình tức là gì? Dình là uống nha. Nó giống như chữ hưa vậy đó. Và chữ leo này là liệu. Liệu là vật liệu á ha. Dình leo tức là đồ uống. Su phủ là thoải mái. Su phủ là thoải mái. Thôi mấy từ này là mình giảng thích sơ sơ qua thôi, mọi người thấy là gấp hết sách vở rồi kìa. Ví dụ ta nói là hành su phủ rất dễ chịu. Còn nếu mà cái người mà bệnh rồi thì khó chịu trong người, mình gọi là gì? U su phủ nha. Tức là muốn bệnh rồi đó. Pì sai. Pì sai này là thi đấu nha. Pì sai, tỷ thí á. Là thi đấu đó. Tỷ thí là chữ này đó, pì sai đó. Nụ ly. Nụ ly là nỗ lực. Nỗ lực, cố gắng là chữ này. Dân chân, nghiêm túc, chăm chỉ. Rồi, ta kết thúc là từ mới. Các em về nhà học thuộc từ mới, ngày mai chúng ta dịch bài nha. Nếu mà học từ mới mà không thuộc kỹ á, là mọi người sẽ không dịch bài được. Cộng thêm nữa là các em tối mai với chính tả bài số 15. Còn cái bài tập chép để lại nộp bài cho thầy. Hai loại bài, bài tập với lại cái tập chép nộp lại cho thầy nha, để mang về chấm bài. Nộp bây giờ, nộp xong mới về nha.